Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Cub Fi, một cách tuyệt tác có 102, có một thợ độ đến từ đất nước Thái Lan. Vài ngày gần đây, dân mạng đang rất xôn xao trước cái dòng Honda Super Cub được một người Thái chao kéo lại thành một phong cách hoàn toàn mới lạ, khác với những cúp ảnh cổ điển đầy sang trọng của các phần nguyên bản. Thay đó là những cái nhìn lạ lẫm, bụ bẫm và phong trần hơn rất nhiều. Chiếc xe được sơn là cái tông màu đen nhám trông rất ngầu và hai bên dây đồng nó bật hơn với một cái bộ kính gù mini xinh xắn rất thẩm mỹ. Cái phần bánh trước được tăng thêm kích thước siêu to khổng lồ với cái size niêm là 2.15, cái bản 18 inch cực kỳ to, nên cái phần dây trước cũng được tháo bỏ để không bị cạ cứng trong quá trình vận hành. Cái phần cốt bánh trước cũng khá lạ, ta thấy tháo bánh bằng tay mà không cần dùng đến chìa khóa mở bánh chuyên dụng. Cái két chân được thay mới bằng một cái dàn số gãy đường của biker được đặt tại vị trí tương tự như sim. Ý đồ của người chủ làm chuyển cho xe đẹp chứ không phải để thay đổi tư thế người ngồi lái như các dòng xe khác nhau. Các cụm đùm sau cũng được thiết kế lại trông gọn gàng và rất kỳ công, chủ yếu là đem lại cái sự gọn gàng tối đa với xe, cũng như vẫn đảm bảo được cái lực phanh mạnh mẽ thông qua hai cái chú hay dọc Nissin hybrid đã xính, mang kiểu dáng giống với Brembo HLC. Cái chiếc đèn đỏ ở bên cạnh cái ống bồ chính là đèn hậu phía sau của xe. Tại sao đèn hậu lại nằm ở đó thì mới, nhưng mà các bạn xem ở dưới đây, ta thấy có thể cái phần kia sau được cắt ngắn rất nhiều để lộ toàn bộ phần bánh sau của xe, trông là rất là ngầu, nên cái phần đèn hậu được dời xuống dưới đó để cho xe gọn gàng hơn. Vị trí bắt cái biển số cũng được lựa chọn và thiết kế rất tinh tế kiên cố. Cái phần phát nối phục cũng được tạo hình là độc đạo. Cái chân chống ngầu nghĩnh với cái chú bò cười. Và đây là toàn cảnh chiếc xe cưng. Exciter 1/10 nâng cấp giản đơn nhưng trang bị toàn là đồ chơi quốc dân đẹp đến ngỡ ngàng. Cái chiếc xe con tay thần thánh đã gắn liền với rất nhiều tay chơi đặc biệt. Exciter 1/10 thường được những cái biker đầu lại phong cách từ xe đi kiển khác nhau, từ hầm hố đến những cái món đồ cực kỳ chất, từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng mỗi chiếc. Trang bị cho mình cái cụm thắng Elin, đây là một cái thương hiệu đồ chơi đến từ Đài Loan, mang cái chuyện là khá ổn, được rất nhiều biker chia sẻ hiện nay ưa chuộng. Trên cụm có cái núm chỉnh tăng đường kết hợp cùng với chế độ chống gãy, có cái sự va chạm để giảm thiệt hại cho cái phần cụm thắng ở bên trong. Phần phục trước được thay mới bằng một sản phẩm của cái chiếc QN10, có cấu tạo ti phục to lớn đem lại cái độ thẩm mỹ xe máy hơn cho chiếc xe. Phần trán ba bên trong đến từ cái hiệu của LCM TFS, được sản xuất dành riêng cho cái chiếc Exciter 1/10 lên phục Winner để đỡ tốn một khoản chế cháo và canh chỉnh rất tiện lợi. Hai ống treo sau đến từ SDK là khác biệt. Thông thường thì các chi tiết bình dầu được làm tròn điển hình như là Dragon Ball, WS, Hollywood, nhưng SDK thì khác, họ hướng tới cái bình dầu là hơi vuông góc cạnh để làm cái điều khác biệt so với nhiều hiệu khác. Còn lại những tính năng thì vẫn tương tự, có cái nấm chỉnh lực nhúng và cái độ hồi trả. Hai thấy cái dụng bô tăng từ cái bu zin để cho chiếc xe Exciter 10 trông là đấu hơn, gọn gàng hơn, đi cùng cái thức âm thanh quy lực hơn khi chiếc xe lên tuma cao. Mẫu bô này được phủ bên ngoài cái lớp carbon cho khả năng chống nóng cách nhiệt cực kỳ tốt, nên sẽ hạn chế tình trạng là bỏng khi vô tình chạm chân vào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, nhớ like, subscribe.